Đây là bà con làm hành giống ở Đức Trọng, thôn Prá, huyện Đức Trọng. Giữa trưa, giữa cái nắng gay gắt buổi trưa nè, mình bước ra nắng mình không muốn bước luôn á, nhưng mà bà con vẫn ngồi làm đây. Thành ra mình phải ra mình quay ra mình mới thấy cái khó, cái cực của bà con. Lứa hành vừa rồi trồng lên nhưng mà không được giá, mình sẽ để ngoài đồng hết cho nó già đây, để 8-90 ngày xong rồi bắt đầu bây giờ thu hoạch lại đây. Thu hoạch để lấy cái này giờ làm giống cho vụ sau. Đó, hành giống đó. Hành này để trồng hành làm hành lá đó. Cái hành này mình về rồi mình để, còn để nữa chứ chưa trồng à. Mình về mình để cho nó già, để cho nó khô thêm. Khô thêm. Đó. Vô vô bao hết. 20 ngày sau là trồng lại. À, mình cắt mình bỏ vô bao. Bỏ vô bao mình vô mình đem về cái mình rang ra hả? À. Rang ra để cho nó khô hay để sao? Để cho nó khô chú. À. Để trong nhà phải không? Dạ. Để trên vàng. Để trên vàng cho nó xe gió nó khô, xong bắt đầu nó đem ra mình cắt rễ mình trồng phải không? Hả? À, cắm luôn hả? Trời, một bụi nó bự chưa nè, đó bụi già nó bự chưa? À, như bắp sen nha, nhỏ từng bụi lên như vậy, giờ đem về và nữa tách từng từng cây cũ vậy nè, đó trồng tách từng củ ra trồng đẹp chưa. Đây là hành giống của bà con Đức Trọng mình á. Cái này nó được làm giống là do cái mùa trước nó không có giá và bà con để luôn, thế là nó phải già lên vậy nè. À, vừa rồi có 2.000 một ký hả chị? Dạ. À, không đủ tiền công đi nhổ luôn, thành ra là bỏ ngoài đồng luôn. Biết đâu mong cái đợt này nhỏ làm giống lên là bán được mười mấy 20.000 một ký. Yeah. Ha. Hành nó lên được 18-20.000 một ký là hồi đó nó bù lại cái vụ trước. Ha. Kể nó làm nông giống như đánh bạc mà. Đánh bạc ngoài nắng. À, đánh bạc ngoài nắng. Người ta đánh bạc ở trong dâm. À, mình sẽ đánh bạc ngoài nắng. Nhưng mà biết đâu là nó mùa sau, mùa này á, người ta thua nhiều rồi cái người ta chán người ta không trồng, cái mùa sau là mình là thắng. Rồi, cầu mong như thế. Dạ, mong như thế ha. Dạ. Mình cũng cầu mong như thế để bà con có nguồn thu ổn định. Đây nè, bà con mình nhổ chắc mấy ngày rồi đây. Nhổ xong ủ gốc lại vậy nè. Dạ. À, ủ gốc che. Khỏi chín củ. À, che cái củ xuống lại hết. Cho nó khỏi chín củ. Trời đó, bây giờ bung lên đó. Đó, củ che xuống hết, nó nằm ủ dưới, bây giờ mới cắt đó. Củ này làm mấy chục ngày ở dưới đất rồi. Tầm 90 ngày không? Tầm 90 ngày á chú. À, tầm 90 ngày hả? Dạ. À, như vậy đó. 90 ngày nó mới được cái củ đỏ như thế này. À, được cái củ nó đỏ như vậy. Dạ. Rồi bây giờ mới đem về mình ủ mình trồng được. Đem về đổ ra, rải ra. Ừ. Rải ra chỗ thoáng mát đi. Ừ. Rồi 20 ngày nữa nó khô vô rồi mới bắt đầu mang đi trồng. À. Được đây. Mong là vụ tới thắng lợi để bù vào cái vụ này mình bỏ ngoài đồng như vậy. À. Mà giống này đạt chứ hả? Giống này thấy đạt không? Dạ có. À, củ nó no, mình nhìn thấy củ nó cũng no lắm mà hả? Củ căng tròn đỏ bóng nè. À, dạ. Đó. Bình thường là mình thu hoạch như vậy á, về để 20 ngày sau mình trồng. Khi mình trồng xuống thì mấy chục ngày thì sẽ được thu hoạch để mà bán hành lá. Dạ, từ 55 đến 60 ngày. À, 55 đến 60 ngày. Dạ, rồi bắt đầu nhổ hành lá, nhổ hành thịt. À, 55 đến 60 ngày mới nhổ hành lá. Dạ. Hành lá là sao mà hành thịt là sao? Thì hành lá với thịt nó giống nhau. À. Còn hành giống thì mới là hành giống. À. Hành giống là đây. À, hành lá, hành thịt là tức là mình có thể dùng từ là hành lá hoặc là dùng là hành thịt. Dạ. Cũng là hành lá. Dạ. Hành lá. Dạ.
mình cảm ơn nhiều nha. Quay qua đây. Đây bà con ở đây diện tích mình trồng là được khoảng bao nhiêu nhà bao nhiêu vậy? Cái này cắt về để trồng á hả? Không không, hiện tại là cái miếng này nè, cái bạc hành này nè. Một sào ba hả? Dạ. Một sào ba này mình đem làm giống hết về mình trồng được mẫu 1 hectare không? Không. À, một sào ba này á đem về làm giống hết rồi trồng được 6 sào hả? Dạ. À, cũng được. Nói chung là ráng có cái 6 sào, có hết 6 sào sào hành xuống thì nếu mà mong mùa sau thắng lợi trở về. Hôm như cỡ 1 tỷ là được ha. Tốt rồi, cố gắng. Mình cũng cầu mong được như vậy. Bà con cho quay khúc phim ngang. Hành này mình nhổ hôm nay như vậy là chắc ngày mai cắt luôn chứ phải không? Dạ, nhổ mai bữa chưa cắt chưa. À. Giờ mai bó luôn lá hả? À, bó luôn lá rồi đem về thôi. À. Đã. À, để trả đất để mà họ làm đất họ tiếp tục họ trồng thứ khác. Dạ. Mình vườn này là cùng vườn bên cạnh đây luôn á hả? Dạ, vườn có mua thôi ạ. À. Mua hàng giống cây trồng thôi. À, đây chủ là ai đâu? Đây chủ trong nhà hả? À, cái anh đó đó hả? Dạ. Cái ông già trong á. À, ông già trong hả? Chủ đi mua hàng đang ngồi ăn. À, đang ngồi đó đó hả? Mình mua vặt bên này vặt bên kia luôn hả? Dạ không, có mỗi mình vặt bên này thôi chú. À, bên kia là dạ, chủ khác. Bên kia là có mấy người đang khác. Giờ là hai chủ khác nhau. Dạ. Mà đây là mình nhỏ làm hành giống luôn đây phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đây là chúng có làm hành giống luôn hả? À. Hành giống là bây giờ cái hành này nó còn tươi tươi vậy thì mình cột bó về thì mấy chục ngày thì mình trồng được. À, một tháng hả? Một tháng trồng được. À, hành mà để 80-90 ngày đây là cỏ nó mọc sen vô ha. Sen vô nhỏ hơi khó đấy ha. Đúng rồi, bươi như bươi chí. Nhưng mà nếu mà không bươi như bươi chí thì rõ ràng nhỏ cả hành với cỏ thì nó nặng. Mình ở trên Tùng Nghĩa hay ở đâu đây? À, ở đây luôn hả? À, mình người ở đây luôn hả? Dạ. Rồi. Cái đám hành này mình mua là mình mua toàn bộ diện tích này hả? Dạ không, chỉ có diện tích này thôi. À. Có chừng hành giống toàn là con chú con mua này thôi. À. Dạ, chứ cái này chắc thì gọi là mua đi bán lại với người ta mà. À. Cái này ta bán một khúc rồi ha, mấy cái trước ta bán một khúc rồi. Lỗ bây giờ còn thừa khúc này á. Dạ. Mùa này là bắt đầu bà con mình làm hành giống nhiều nữa ha. Dạ. Mùa này là chỉ có hành giống thôi, chỉ có bán đâu. À. Bây giờ ông chủ là bắt đầu là may đây hả? Hả? Nở. À, cửa nở, chủ nở. Giờ mà giữa trưa trời nắng nhìn thấy không? À, bà con nông dân mình Đức Trọng á, nông dân Đức Trọng mình á rất là chịu khó. Vấn đề là trúng giá hay không thôi chứ rất là chịu khó. Cứ năm này qua năm khác, hết vườn này đến vườn khác cày cho bằng được. Nông sản lúc nào cũng đẹp. Vấn đề giá nó đẹp hay không nữa. Và đó mới là vấn đề phải suy nghĩ ha. Mong sao cho giá cả nó ổn định, bà con nó đỡ. Mình thay nhìn thấy cái cách may này á, mình nhớ hồi xưa mình cũng vẫn may nha, may lúa. May bao lúa rồi nha. Bao lúa cái đồng phố hội á. Hồi xưa cũng làm nông dữ lắm chứ. Đó, cột bó lại hai cái, là neo lại xuống dưới, móc lên hai vòng là xong. Nó bị tuột phải không? Bị tuột. Đây đám bên kia bà con mình trồng hành tây kìa.
Đó, ở đây cũng trồng hành nhiều lắm. Nhưng mà dĩ nhiên mình nghĩ là cái khu vực này thì trồng hành các thứ là trồng mùa nắng này được nè. Nếu mà mùa mưa thì chỗ này dễ bị ngập nước ha. Mưa là úng. Nó úng bởi vậy cho nên là khó trồng hành. Thì khu vực này mà nếu mà mưa thì làm ruộng là chắc cú nhất. Không, nhìn thấy hành bà con nhổ xong rồi xếp lớp đẹp kia. Đó, xếp như mấy canh vậy đó, lợp vậy đó. Giờ ra lật lên. Hành giống này gần như giống như là nó được để làm giống là do nó lì quá, nó nằm trên đồng nó không chịu được giá ha. Nó nằm lì 80-90 ngày xong bắt đầu nó được tiếp tục làm cái kiếp hành chứ không phải là của một người. Cho nên bây giờ tiếp tục thu hoạch nó để mà trồng trên cái ruộng khác đây. Nó không thích đi chợ á chú. Không thích ra chợ. Nó thích ở với người nông dân đấy. Ở mãi với người nông dân. Nếu mà ở mãi với người nông dân thì vậy là nông dân rồi. Đúng rồi. Nó phải đi chợ đi, nông dân mới có tiền. Đúng chính xác. Còn mong là sang năm nó chưa kịp lớn thì bắt đầu là người ta thương lái đã chạy vô vườn đặt cọc để mà nhổ rồi. Mong chừng cỡ 45 ngày là người ta vô, người ta đòi nhổ rồi. Mong vậy. Còn chị chỉ có mong 45 ngày vô nhổ không? Hả? Dạ, cháu chỉ mong 40 ngày thôi. 40 ngày. Kiểu này chắc giá ba. Kiểu này chắc hành mùa tới là cái này trồng xuống chừng cả 65 ngày nữa là hành cái giá, lúc đó nó có giá 40.000 ký đó nghe. Hành lá. 30 ngày mong đi rồi. Mình cái cảm quan mình lời nói của mấy cô kiểu này là chắc nó đúng rồi đó. Khả năng là được tọa nguyện đó. Hành lá nó quất. Nó lên chừng có 25.000 trở lên để cho bà con mình bù lại cái mùa này ngang. 20.000 được rồi. 20.000 rồi ta. Con nằm vào bao đó. Gom được bao nhiêu là vào bao cho anh chủ khâu lại vác, vừa là chủ mà vừa là bốc xếp luôn. Kim bao kim bốc xếp. Em tên gì em? Luyến hả? Mình ở Nam Sơn ha. Nam Sơn. Nam Sơn. Bà con Nam Sơn mình đa số là người dân tộc Thổ. Đúng với thổ. Nùng thổ mà làm lao động thì tuyệt vời, chịu khó làm lắm, lúc nào cũng lên trên đồng ruộng á, chẳng sợ ngày nắng ngày mưa, giỏi. Cái trồng hành này của bà con người nông người Thổ mình là từ xa xưa mình thấy trồng hành trồng tỏi dữ lắm hả? Phải không? Trồng tỏi cũng có trồng tỏi nhiều lắm. Xưa trồng tỏi cái cánh đồng Phú Hội á, cánh đồng Tùng Nghĩa là cứ mùa nắng là trồng tỏi quá chừng. Ha. Bây giờ thì bớt rồi phải không? Bớt xả Lách Son rồi. Bây giờ chuyển qua xả Lách Son. Mấy cái ruộng mà trồng tỏi tốt thì bây giờ trồng xả Lách Son nó ít nước á, trồng xả Lách Son rất là tốt. Nó hiệu quả kinh tế hơn. Tán cắt mà cũng mong nó được giá chứ, nó mà cứ chừng có 1.000 mấy, 1.000 bó chắc 3.000 bó đó với con ăn chứ, nó quất 1.000 mấy 2.000 bắt đầu là không có đủ công. 10.000 bó. Nhưng mà mấy năm trước á, thì cũng trúng cũng được nhiều. Sau này mình thấy ông Đại á, Đại ổng trồng dưới cánh đồng Phú Hội á,
ông thuê ruộng nhà mình trồng á, thuê ruộng của mình á, anh Đại á, mấy năm trúng dữ lắm, mà vài năm nay ảnh là chuyển ảnh trả ruộng lại cho mình cho người khác thuê, ảnh rót bớt bỏ bớt lại, ảnh ít diện tích lại, anh làm đâu 7-8 sào, trước anh làm 2 mẫu mấy, đó là sao sao. Ừ. Ê, giữa trưa trời nắng mà anh chủ cũng tự động vác, thu hoạch gom lại vào bao xong bắt đầu may, tự động vác lên xe luôn. Đó. Phần thu gom là thu gom, phần vác thì vác. Vác hành đưa lên xe máy đánh có rơ mọt để kéo về nhà đây, kéo về tận bên Nam Sơn. Đóng vẫn lại là chạy vô kia đó, chạy tránh nước. Giờ bên này đang tưới phun xịt nước nữa. Đây là chiếc máy Toyota, Toyota hay Yamaha gì đó, được đã 20 ngựa, hả? Cái này mấy ngựa không biết. Nó kéo một cái rơ móc. Đây là một chiếc xe công cơ giới chuyên dụng để mà gọi hàng từ vườn đi về tới nhà, hoặc là từ vườn ra tới đường của nông dân Đức Trọng hồi xưa giờ đó. Đây là trồng hành đây, bà con đang làm đất để trồng hành. Xong rồi cái giống hành bà con rải ra gì đây, rải sẵn đây để cho nó nằm ở trên đất đây, xong bắt đầu là cùng nhau ngồi cắm. Cái bên này là cắm xong rồi nè, đó bên này cắm xong rồi, đây hành đây là cắm xong rồi nè, đó đây là trồng xong rồi. Hành này làm là hành lá đây phải không? Trồng hành lá đây phải không? Dạ. À, hành trồng để bán lá đây. Giống này mình để chắc cũng cả tháng rồi mình phải trồng đây hả? Dạ, giống khô. Ừ, giống khô này đây. Quay hai cái đợt chứ không. Mình trồng hành đây là khoảng bao, khoảng được bao lâu thì được thu đây? Năm mấy mấy ngày đến 60 ngày á. À, năm mấy đến 60 ngày được thu hả? Gần 2 tháng hả? Dạ, 2 tháng. Đó, hành được trồng xuống đó. Nói như vậy đó. Mình trồng như vậy là
mình vận công đổi công hay là mình làm công nhật đây cháu? Cái này mình khoán hay là mình làm công nhật? Công nhật. À công nhật hả? Công nhật mình làm được bao nhiêu một ngày? 220 một ngày, đồng hành 220. Một ngày mình làm 8 tiếng á hả? Dạ. Ừ. Rồi chú đi tăng lương cho con nữa. Ừ. Thì 50 nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Tăng lương cho tụi con nữa, nhớ dễ thương chưa? Con tụi con lên hình. Ừ. Hôm nay được lên TV. Lên TikTok à. Nó bà con đang thăm cánh mà không ăn. Tắt thì chùm chùm, tắt ra từ cây, trồng. Hai ba cây, nó nhỏ thì hai ba cây dùng lại với nhau. Còn lớn thì một cây. Đây nè, hai cây có, một cây có đó. Em không có cần gửi qua bên shop nữa nha, có gửi bên chị cho em. Đó, đây bà con đang trồng, vừa hết luống qua luống mới đó, trồng hành, hành lá bước trồng. Đây đám hành này thì trồng mới được khoảng 5-6 ngày nè, nó đang bắt đầu bén lên nè. Nấm hành này thì trồng được khoảng 25 ngày đây, 25 ngày bắt đầu lên gì đây, chuẩn bị bán phân. Khi mà nó bán phân rồi á, rễ mà đã bán với phân rồi bắt đầu nó bung lên ào ào ào, nó lớn lên nhanh lắm. Ê, cái quy trình này từ thu hoạch giống hành sáng giờ mình làm cho đến trồng hành cho đến hành 10 ngày rồi 20 ngày đến 1 tháng rồi bây giờ là đến thu hoạch đây. Hành rất là tốt nè. Bụi nào ra bụi đấy. To 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 không ha. Hành đã chưa?